Chụp phải không? Rồi bây giờ rồi chụp chùm tao. Rồi đấy rõ nha, nó đọc sáng không? Sáng rồi. Cái đầu tiên nha. Rồi. Chụp mấy tấm? 5 tấm nhớ. Rồi. Bắt đầu đi. Rồi, 1 tấm. Rồi, ở góc nha. Chụp rồi đó. Chụp rồi. Tao đó chụp rồi.